Rồi, chị đây. Như vậy là đây là một con xe. Ô, con này là con Brabus 800 mà ạ. Nó khá rẻ, lăn bánh ở Việt Nam có cỡ 20 tỷ thôi. Ô, đây bị bắt hay gì đây? Hình như là chở đồ lậu hay gì này, bị bắt hay sao này? Hay gì đây? Con này như còn chưa có biển số luôn. Và cũng chưa rõ như nào. Nhưng mà một thao tác search đơn giản trên mạng thôi, chúng ta có thể thấy là Brabus nhập khẩu mới 2020 có cái giá giao bán là 19 tỷ 800 triệu. Chứ tính phí thủ tục lăn bánh này nọ. Nhưng mà ở đây, đây chắc không phải bị bắt mà như là bị để chở hàng đồ tiếp tế các bạn ạ. Chở đồ tiếp tế đi vùng núi. Đấy, mẹ chấp chơi người chơi thật sự luôn. Biết là của sếp nào này mang ra để chở đồ vui này thì... rồi tuyệt vời. Rõ ràng khi biết đến 90% Việt Nam không đăng ký kênh. Anh em có thích các video từ kênh thông tin tức thì bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông để ủng hộ, cũng như là thích vào đây xem những video mới nhé.